làm phim chuyển thể tác phẩm văn học từ lâu đã là hướng đi được nhiều nhà làm phim lựa chọn. Bởi bản thân các tác phẩm văn học đã có một đời sống rõ rệt trong lòng khán giả. Cũng chính vì thế mà nó trở thành một cầu nối để khán giả chờ đón bộ phim chuyển thể sắp ra mắt. Nhưng kỳ vọng lớn, mong chờ lớn cũng đồng nghĩa với việc áp lực tăng lên. Con gái càng lớn càng khôn. Cô gái đến từ hôm qua, Tấm Cám chuyện chưa kể, hay mới đây là Cho tàn rực rỡ, là những phim điện ảnh Việt chuyển thể từ các tác phẩm văn học được yêu thích đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Nhưng để làm được điều này không hề dễ. Một câu chuyện từ một cô bé 17 tuổi lấy một cái người con trai. Sau đó thì chuyện diễn ra trong 7 năm. Cho đến khi cô trong chuyện là cô còn có hai đứa con cơ. Nhưng mà mình thì mình đã giản lược bớt đi. Bởi vì trong phim nó chỉ có 2 tiếng. Cái việc kể lại thời gian ở trong phim nó thực sự là một vấn đề rất là lớn mà mình phải xử lý khi mà mình chuyển thể một câu chuyện về văn học. Cuối tháng 10 tới đây, bộ phim Đất rừng phương Nam chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đoàn Giỏi sẽ ra rạp. Dù đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là một tên tuổi lớn, đã khẳng định tài năng ở nhiều bộ phim điện ảnh có doanh thu khủng trước đây, nhưng vẫn không tránh khỏi được những soi xét, nghi ngại của khán giả. Không biết phim ra sao nhưng thấy mấy cảnh dựng hiện trường nhìn giả quá, không thật như phim trước. Sao không giữ nhân vật cò cùng trang lứa với An như bản phim truyền hình nhỉ? Bản này Úc Lục Lâm lớn hơn hẳn nên có vẻ An sẽ bị lép vế. Sao tôi không thấy nó giống miền Tây nhỉ? Công nhận là hình ảnh đẹp nhưng trông giống cảnh ở Bắc Bộ hơn. Cố gắng đầu tư hình ảnh nhưng giọng nói đặc sệt hiện đại, chẳng thấy nét miền Tây chất phác đâu cả. Sự khắc khe này của khán giả không phải là không có cơ sở. Bởi tiểu thuyết Đất rừng phương Nam và bộ phim truyền hình Đất phương Nam đã trở thành những cái bóng quá lớn, in đậm trong ký ức của khán giả. Đây, chúng tôi rất là muốn làm cái phim này nhưng mà vì cái điều kiện, cái thời điểm đó về mặt kinh phí hay về mặt kỹ thuật chưa cho chúng tôi một cái sự tự tin. Với tôi đang làm một cái dự án mà phải nói là chuẩn bị lâu nhất. Tôi nghĩ tới cái thời điểm này có thể đang là một cái dự án mà nó quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của tôi. Dù nhiều thách thức, dù luôn nhận những ý kiến trái chiều, nhưng có thể thấy sự góp mặt của dòng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học đã làm phong phú thêm thế giới điện ảnh, nối dài thêm đời sống cho các tác phẩm văn học. Còn đó những khen chê, những nghi ngại, nhưng đó cũng sẽ là bộ lọc để chúng ta chọn ra những tác phẩm xứng đáng, được công chúng nhắc tên nhiều năm sau nữa. Có thể nói Đất rừng phương Nam đang là một trong những tác phẩm điện ảnh của Việt Nam được chờ đợi nhất trong dịp cuối năm nay. Chuyển thể từ một tác phẩm kinh điển vốn đã nhiều thách thức. Trong đó, một trong những thách thức lớn nhất là việc tái hiện lại bối cảnh sông nước miền Tây thời xưa. Hàng ngàn bản vẽ, hàng chục nhân công làm việc liên tục trong hàng tháng trời để tái hiện lại bối cảnh trong phim. Thì thời điểm bây giờ là ở dưới miền Tây phần lớn là người ta xài thuyền composite, thành thử đoàn phim phải đi đặt để đóng lại 50 cái thuyền ở bên Cao Lĩnh, Đồng Tháp và bỏ lên ghe lớn chở về ở rừng Trà Sư. Xong rồi là tới đó là phải xe cẩu, nó cẩu vô trong cái kênh của rừng Trà Sư tại vì nó không có thông thủy nữa. Tổ thiết kế gồm 15 người và 20 nhân công địa phương phải làm việc trong 60 ngày trước khi bấm máy. Tái hiện lại bối cảnh phim đã là khó khăn lớn. Việc ghi hình trong bối cảnh, đóng vai những người dân sống ở vùng sông nước cũng là thách thức không nhỏ của các diễn viên trong phim. Cái phim này nó khó nhất là mỗi lần reset quay lại rất là khó. Nếu mà chúng ta chỉ đi bộ hay là đi xe, khi mà chúng ta reset, chúng ta chỉ cần trở lại cái điểm bắt đầu nó rất là nhanh. Nhưng mà cái chợ trên sông, những cái ghe, những cái xuồng là nó sẽ cực kỳ phức tạp. Mình nhớ mãi lúc quay cảnh ông Tiều chèo thuyền thì nó bị vừa xuôi theo dòng nước mà gió nó lại thuận chiều nữa, thành thử thuyền đi rất nhanh. Mà với cái cảnh đó thì thuyền ông Tiều cần phải đi chậm lại và tấp vô cái bến. Tôi tập 3 tiếng hồ chèo không được, kêu ông thợ vô, ông thợ chèo không nổi luôn. Việc tái hiện lại bối cảnh ở địa phương cũng sẽ là đòn bẩy giúp quảng bá cho bộ phim cũng như du lịch tại rừng Tràm Trà Sư trong thời gian tới. Chúng tôi bất ngờ với những cái bàn tay mà khéo léo của những nghệ nhân của đoàn phim đã dựng lại cái hình ảnh cây cầu Kiều tót lên một cái vẻ hoài cổ.
mình được khu du lịch Trà Sư họ hỗ trợ mình ngừng hoạt động ở cái bối cảnh đó và cho mình sửa theo cái ý của cái bối cảnh đoàn phim. Qua những hình ảnh đã được công bố, khán giả có thể chờ đợi những thước phim chất lượng trong tác phẩm phim sắp được ra mắt trong thời gian tới.